đặc sản mới của thành phố Vinh. Hễ trời đổ mưa, lượng xe máy, xe đạp lưu thông ngoài đường là rất hiếm hoi. Và cứ mỗi tối, những tuyến phố có nhiều dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ thì dòng xe lại xếp dài như thế này đây. Số liệu từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho thấy, Nghệ An hiện có khoảng 160.000 xe ô tô đăng ký và đang lưu hành. Bình quân mỗi tháng có từ 1.200 đến 1.500 xe ô tô đăng ký mới và mỗi năm có khoảng 15.000 đến 16.000 xe. Riêng thành phố Vinh với diện tích khá nhỏ, dân số chỉ khoảng 400.000 người, nhưng có đến 60.000 xe ô tô. Như vậy, nếu tính trung bình, mỗi hộ gia đình có 4 người, thì cứ 10 hộ lại có 6 hộ sở hữu ô tô riêng. Thưa quý vị, chỉ cần ra đường vào giờ tan tầm hay những ngày mưa lạnh thì chúng ta có thể thấy rất rõ là số lượng ô tô tham gia giao thông trong nội thành thành phố Vinh lớn đến như thế nào. Có thể nói là mức sống của người dân thành phố Vinh đang ngày một tăng cao và nhu cầu mua ô tô đang dần phổ biến đối với nhiều người và phù hợp với mức sống của họ. Nghệ An nằm trong nhóm tỉnh thành có người dân đăng ký mua ô tô nhiều nhất trên cả nước, chỉ xếp sau các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đặc biệt, lượng ô tô lại thường tập trung tại những vùng trung tâm, các thị xã, thị trấn và trên địa bàn thành phố Vinh. Nhiều người cho rằng thu nhập của người dân ngày càng tăng. Trong khi đó, thị trường xe ô tô có nhiều phân khúc giá, nên việc sở hữu một phương tiện đi lại để che nắng, che mưa nằm trong khả năng của một bộ phận không nhỏ người dân. Tôi vừa xe cách đây 2 năm và đấy là cái thành quả đầu tiên khi mà sau khi kinh doanh online, sau một năm kinh doanh online. Bình thường thì tôi sẽ sử dụng cho công việc và đi đón con và đi lại trong gia đình hoặc là về quê. Nói chung là khi mà mình có xe thì mình rất là tiện, tại vì là đi đâu cũng có che nắng che mưa và nó sẽ thuận tiện cho mình trong cái công việc hơn rất là nhiều. Tôi mua xe thì mục đích là sử dụng phương tiện đi lại trong gia đình, cũng như là để có phương tiện để đưa đón cháu đi học trong những lúc trời mưa gió và nắng, nó đỡ sức khỏe. Cứ đến giờ tan tầm, hình ảnh dòng xe dài nối đuôi nhau ùn ứ trước cổng trường học, những nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố đã không còn quá xa lạ. Đường chật, xe đông, dù đã có cảnh sát giao thông đứng ra phân luồng vào những giờ cao điểm, nhưng tình trạng này vẫn liên tục tái diễn mà chưa có giải pháp giải quyết triệt để. Lưu đường ô tô chạy qua cái quãng đường này á, là từ sau trước Tết và sau Tết và đến tận bây giờ thì rất đông. Rồi đặc biệt cái giờ tan tầm vừa trưa và buổi chiều thì từ đèn đỏ trở về sau khoảng hơn 200 mét là sẽ kẹt tại đó. Nhiều vừa cảnh sát giao thông phải đứng ở qua những cái tứ đường này phân luồng cho xe chạy. Bây giờ nói chung là cái đường của thành phố mình á thì mật độ giao thông sẽ có nhiều, bởi vì cái nhu cầu của người dân vào cái điều kiện kinh tế thì người ta cũng có khả năng để người ta mua sắm những cái phương tiện đó để là sử dụng. Hai như còn với mật độ giao thông á thì nó hơi bị hạn hẹp nhỏ, vì xe pháo mình giờ nó nhiều, thành ra nó đi lại nhiều khi nó còn bị ách tắc, trong nhất là trong những cái ngày mưa gió. Cái lưu lượng ở đấy thì cũng nhiều lúc là có việc gì bận thì nó cũng lưu lượng xe là nhiều, có việc gì gấp là cũng khó xử lý, nên đa số là có việc gì chờ gấp rồi thì mình đi xe máy thôi. Thế chủ yếu thì ô tô chỉ phục vụ những ngày trời mưa hoặc là trời rét gì đó thôi, nó thuận tiện hết. Hiện tại thành phố Vinh cũng đang nhiều xe, nhất là cái dịp Tết vừa rồi đấy. Năm 2022, thành phố Vinh thu ngân sách ước đạt hơn 3.538 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người là 120 triệu đồng mỗi người trên một năm. Tốc độ mua ô tô tăng nhanh, trong khi cơ sở hạ tầng đường xá, bãi đỗ chưa đáp ứng đã gây ra tình trạng ùn ứ, ách tắc giao thông trong nội thành thành phố Vinh. Vì vậy, việc dồn sức phát triển hạ tầng giao thông để theo kịp lượng xe lưu hành trong thành phố là vô cùng quan trọng, giúp thành phố Vinh giữ được diện mạo của một đô thị năng động, hiện đại nhưng không còn tồn tại nhiều điểm nghẽn giao thông.